nè anh em nha. Đây mình lại gặp cái ổ khủng nữa. Đây, giờ đây mình mua cho ổ khủng. Hồi nãy giờ đây mình gặp cái ổ em. Ồ. Ồ gương. Này. Wow, cái màu mật á, thấy không? Wow, vô cái màu mật ấy, thấy không? Nó đã không? Ừ, trồ, nó kéo cái trong tôi vô đây. Đó. Thấy nhìn thấy, wow, vô nó to. To gương anh em. Nó lót thơ đứng nữa. Mà nó chưa biết. Nè. Thấy nhìn những thiết ngon luôn. Đấy. Nè anh em nha. Đây mình lại gặp cái ổ khủng nữa. Đây. Giờ đây mình mua cho ổ khủng. Hồi nãy giờ đây mình gặp cái ổ em. Ồ. Ồ gương. Này. Wow, cái màu mật á, thấy không? Wow, vô cái màu mật ấy, thấy không? Nó đã không? Ừ, trồ, nó kéo cái trong tôi vô đây. Đó. Thấy nhìn thấy, wow, vô nó to. To gương anh em, nó lót thơ đứng nữa, mà nó chưa biết, nè, nó nhìn những thiết ngon luôn, đấy, vô mình thấy này thấy, này là hợp chín, wow, 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 đấy đấy anh em nhìn mưa không đó. Ôi ổ to đấy to khủng á thấy không đã đấy ôi giời mà nó chưa biết bây giờ mình làm cái hả cái đỡ nó nói nó vô nó hút mật dữ quá anh nha mình giờ mình làm cái hả ôi giời. Ủa, trong co mà rậm, ok, nó rất rậm tí. Bây giờ, mình cắt cho nó gọn gọn, mà đó là mình làm á. Ui, 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 to mà kìa, chưa biết. Wow, cái, wow. Wow. Rõ chưa bé? Đây anh. Chúng đây anh. Wow. Gòn đòi ống mật. Nó cũng ăn rồi nè. Thank you.
Wow. Bốn mươi phân. Chỗ cây nó to mà có cái dây ba lô không hết mà. Ủa, đấy. Ủa, cái kia thật hả không? Đá không anh em? Mình mơ luôn rồi. Còn cái đây đổ lại cho nó hả? Nó còn như là chắc cỡ lít nữa mà thôi, mình đổ lại cho nó nè. Mình
Ô gì? Hấp là lít mặt à? Mình tạm dừng anh em.